Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Xem ngày tốt xấu tháng 4 âm lịch năm 2023 giúp công danh thành toại, lộc tài tăng tiến. Hãy cùng lịch ngày tốt xem ngày tốt xấu tháng 4 năm 2023 âm lịch để giúp quý anh chị và các bạn có thể tự lựa chọn được ngày đẹp, tiến hành các công việc được hành thông, suôn sẻ như ý muốn, cụ thể ngày sau đây. Theo đó, để có thể tìm ra được ngày phù hợp nhất khiến cho công việc được tiến triển suôn sẻ, dễ thành công hơn thì lịch ngày tốt mời quý anh chị và các bạn tham khảo lịch vạn niên và phương pháp xem ngày tốt xấu tháng 4 âm lịch năm 2023 dựa vào dịch học ngay sau đây. Xem ngày tốt xấu tháng 4 âm lịch năm 2023, kiến đinh tỵ, sao đầu tháng đủ, sao đầu kiết tú, đầu tình sáng láng lại rô rào, hôn nhân sinh nở vẹn toàn sao, chăn nuôi cấy gặt nhiều tiền của, làm nhà thả cá xứng ước ao. Theo lịch vạn niên, trong tháng 4 âm lịch năm 2023 này là tháng đủ, thời gian sẽ bắt đầu từ ngày 19 tháng 5 năm 2023 dương lịch và kết thúc vào ngày 17 tháng 6 năm 2023 dương lịch. Tiếp ngay sau đây, lịch ngày tốt mời quý anh chị và các bạn tham khảo bảng trang ngày tốt xấu tháng 4 âm lịch năm 2023 theo kinh dịch. Dễ nhận thấy, theo bảng trang này thì trong tháng 4 âm sẽ có 9 ngày tốt tương ứng với 9 ngày có màu đỏ. Với ngày này, quý anh chị có thể tham khảo để tiến hành thực hiện các công việc trọng đại, quan trọng đúng như dự định. Với những ngày có màu xanh, đây được cho là ngày bình thường, không quá xấu cũng không quá tốt. Quý anh chị và các bạn có thể lựa chọn những công việc phù hợp nhất để có thể tiến hành. Còn với những ngày có màu đen, đây được cho là ngày xấu, lịch ngày tốt khuyên quý anh chị nên chú ý xem xét thật cẩn thận trước khi tiến hành công việc nếu muốn công việc được hành thông như ý. Trên đây là sơ lược bảng trang ngày tốt xấu trong tháng 4 âm lịch năm 2023. Tiếp ngay sau đây, lịch ngày tốt mời quý anh chị và các bạn tham khảo những ngày tốt trong tháng 4 âm lịch năm 2023 cụ thể như sau. Trong tháng 4 âm lịch này thì có 9 ngày tốt, 9 ngày xấu, còn lại là những ngày bình thường. Quý anh chị nên cẩn thận lựa chọn để tìm ra ngày phù hợp nhất với công việc của mình. Sau đây là những thông tin cơ bản nhất cho những ngày tốt trong tháng 4 âm lịch năm 2023 cụ thể như sau. Ngày 19 tháng 5 năm 2023 dương lịch, tức ngày 1 tháng 4 âm lịch, ngày Đinh Sửu. Tuổi hợp trong ngày là các tuổi Tý, tuổi Tỵ và tuổi Dậu. Tuổi xung ngày là tuổi Tân Mùi, Kỷ Mùi. Giờ hoàng đạo trong ngày là các giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ và giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Ngày 20 tháng 5 năm 2023 dương lịch, tức ngày 2 tháng 4 âm lịch, ngày Mậu Dần. Tuổi hợp trong ngày là các tuổi Hợi, tuổi Ngọ và tuổi Tuất. Tuổi xung ngày là tuổi Canh Thân, Giáp Thân. Giờ hoàng đạo trong ngày là các giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ và giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Ngày 22 tháng 5 năm 2023 dương lịch, tức ngày 4 tháng 4 âm lịch, ngày Canh Thìn. Tuổi hợp trong ngày là các tuổi Dần, tuổi Mão và tuổi Mùi. Tuổi xung ngày là các tuổi Kỷ Tỵ, Quý Tỵ, Quý Mùi, Quý Sửu, Quý Hợi. Giờ hoàng đạo trong ngày là các giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ và giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Ngày 4 tháng 6 năm 2023 dương lịch, tức ngày 17 tháng 4 âm lịch, ngày Quý Tỵ. Tuổi hợp trong ngày là các tuổi Thân, tuổi Sửu và tuổi Dậu. Tuổi xung ngày là các tuổi Đình Hợi, Ất Hợi, Đình Mão. Giờ hoàng đạo trong ngày là các giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ và giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Ngày 7 tháng 6 năm 2023 dương lịch, tức ngày 20 tháng 4 âm lịch, ngày Bình Thân. Các tuổi hợp trong ngày đó là các tuổi Tỵ, tuổi Tý và tuổi Thìn. Tuổi xung ngày đó là các tuổi Giáp Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất và Nhâm Thìn.
giờ hướng đạo trong ngày là giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ và giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Ngày 13 tháng 6 năm 2023 dương lịch, tức ngày 26 tháng 4 âm lịch, ngày Nhâm Dần. Tuổi hợp trong ngày là các tuổi Hợi, tuổi Ngọ và tuổi Tuất. Tuổi xung ngày là các tuổi Canh Thân, Bình Thân, Bình Dần. Giờ hướng đạo trong ngày là các giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ và giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Ngày 16 tháng 6 năm 2023 dương lịch, tức ngày 29 tháng 4 âm lịch, ngày Ất Tỵ. Tuổi hợp trong ngày là các tuổi Thân, tuổi Sửu và tuổi Dậu. Tuổi xung ngày là các tuổi Quý Hợi, Tân Hợi, Tân Tỵ. Giờ hướng đạo trong ngày là giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ và giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Ngày 17 tháng 6 năm 2023 dương lịch, tức ngày 30 tháng 4 âm lịch, ngày Bính Ngọ. Tuổi hợp trong ngày là các tuổi Mùi, tuổi Dần và tuổi Tuất. Tuổi xung ngày là hai tuổi Mậu Tý và Canh Tý. Giờ hướng đạo trong ngày là các giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ và giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Trên đây, quý anh chị vừa tham khảo 9 ngày tốt trong tháng 4 âm lịch năm 2023. Tiếp ngay sau đây, Liên Ngày Tốt mời quý anh chị và các bạn tham khảo danh sách các ngày xấu trong tháng. Trong những ngày này, gia chủ cần phải xem xét thật kỹ lưỡng trước khi tiến hành thực hiện công việc. Đầu tiên là các ngày tam nương. Theo quan niệm xưa thì ngày tam nương là một trong những ngày xấu không thích hợp để tiến hành các việc quan trọng như là khai trương xuất hành, cưới hỏi hay là động thổ. Vậy, trong tháng 4 âm lịch này sẽ có bao nhiêu ngày tam nương? Liên Ngày Tốt mời quý anh chị theo dõi ngay sau đây. Các ngày tam nương trong tháng 4 âm lịch đó là các ngày 21 tháng 5 năm 2023 dương lịch, tức ngày mùng 3 tháng 4 âm lịch, ngày Kỷ Mão. Ngày 25 tháng 5 năm 2023 dương lịch, tức ngày mùng 7 tháng 4 âm lịch, ngày Quý Mùi. Ngày 31 tháng 5 năm 2023 dương lịch, tức ngày 13 tháng 4 âm lịch, ngày Kỷ Sửu. Ngày mùng 5 tháng 6 năm 2023 dương lịch, tức ngày 18 tháng 4 âm lịch, ngày Giáp Ngọ. Ngày mùng 9 tháng 6 năm 2023 dương lịch, tức ngày 22 tháng 4 âm lịch, ngày Mậu Tuất. Và ngày 14 tháng 6 năm 2023 dương lịch, tức ngày 27 tháng 4 âm lịch, ngày Quý Mão. Ngày không vong. Ngày không vong cũng được cho là ngày cực kỳ xấu, chăm sự đều kỵ, tuyệt đối không nên xuất hành đi xa, đặc biệt là với những công việc liên quan đến tiền bạc hay danh lợi. Vì nếu tiến hành mà phạm phải những ngày không vong này thì thành quả thường sẽ có nguy cơ tan tành mây khói, vất vả lao lực cũng sẽ không có công lao, không đắc sở nguyện hay gia đạo cũng dễ chia rẽ. Trong tháng 4 âm lịch này sẽ có 5 ngày không vong, đó sẽ là các ngày. Ngày 21 tháng 5 năm 2023 dương lịch, tức ngày mùng 3 tháng 4 âm lịch, ngày Kỷ Mão. Ngày 27 tháng 5 năm 2023 dương lịch, tức ngày mùng 9 tháng 4 âm lịch, ngày Ất Dậu. Ngày mùng 2 tháng 6 năm 2023 dương lịch, tức ngày 15 tháng 4 âm lịch, ngày Tân Mão. Ngày mùng 8 tháng 6 năm 2023 dương lịch, tức ngày 21 tháng 4 âm lịch, ngày Đinh Dậu. Và ngày 14 tháng 6 năm 2023 dương lịch, tức ngày 27 tháng 4 âm lịch, ngày Quý Mão. Quý anh chị dễ nhận thấy trong số 5 ngày không vong này, có một ngày vừa là ngày không vong, vừa là ngày sát chủ, đó là ngày mùng 2 tháng 6 năm 2023 dương lịch, tức ngày 15 tháng 4 âm lịch. Có 2 ngày vừa là ngày không vong, vừa là ngày tam nương và là ngày sát chủ, đó là các ngày 21 tháng 5 năm 2023 dương lịch, tức ngày mùng 3 tháng 4 âm lịch, và ngày 14 tháng 6 năm 2023 dương lịch, tức ngày 27 tháng 4 âm lịch. Với 3 ngày này,
sẽ được cho là ngày rất xấu, quý gia chủ cần phải hết sức lưu ý. Ngày sát chủ. Ngày sát chủ cũng được cho là một trong những ngày xấu theo quan niệm dân gian xưa. Ngày này được khuyên là nên tránh làm các việc trọng đại, bởi nếu không sẽ gặp phải nhiều cản trở, người đứng đầu thực hiện công việc cũng có thể gặp những tai họa không mong muốn. Theo đó, trong tháng 4 âm lịch này sẽ có 3 ngày sát chủ, đó là các ngày: ngày 21 tháng 5 năm 2023 dương lịch, tức ngày mùng 3 tháng 4 âm lịch, ngày Kỷ Mão; ngày mùng 2 tháng 6 năm 2023 dương lịch, tức ngày 15 tháng 4 âm lịch, ngày Tân Mão; và ngày 14 tháng 6 năm 2023 dương lịch, tức ngày 27 tháng 4 âm lịch, ngày Quý Mão. Trên đây, Linh Ngày Tốt vừa giúp quý anh chị và các bạn tham khảo nội dung xem ngày tốt, xem ngày đẹp trong tháng 4 âm lịch năm 2023, chi tiết cụ thể. Linh sẽ tiếp tục cập nhật nội dung xem ngày tốt xấu cho các tháng âm lịch tiếp theo trong năm 2023 này. Mời quý anh chị và các bạn cùng đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.